178 đến từ Hà Tây cũ. Vận động viên mang số danh 04 đó là Dương Văn Hiếu, Văn Dương Thái Nguyên. Vận động viên mang số danh 183 Ken Trần đến từ Vĩnh Phúc. Đây là ba vận động viên sẽ đấu tặng nam. Xin mời ban trọng tài vào làm việc ạ. Anh em còn có 3 người mà cứ để đúng số đi được không? Ban trọng xin mời ban tổ chức Khánh ạ. Ai buông vậy? Đủ với anh, đủ với anh. Đổi bên kia. Tốt. Cổ tay vậy thẳng. Cổ tay Ken. Go! Quay vòng! Chưa? Chưa! 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 Trở lại đầu tiên. Cấp lại vô đối quan. Ngoài tốc thủ này có được. Xin mời hai vận động viên vào luôn. Không gì Nhỏ thôi nhá.
Cặp đôi này đã 3 lần gặp nhau ở các trận chung kết tổng. Vận động viên Ken Trần đến từ Vĩnh Phúc và đã tham gia Sao Sinh Tê năm 2016. Chưa được. Cổ tay thôi. Anh phải nghe bên kia chứ. Go! Rồi.
hay lắm. Hay lắm. Tập trung vào. Tập trung vào đây. Có thể bảo đây là một trận đấu rất gay cấn. Tranh vé vào Nam đấy, tranh vé vào Nam đấy. Giữ dây anh. Giữ dây cả hai người. Thank you.